Rất vui được gặp lại cô chú và anh chị trong buổi tối bán hôm nay ạ. Hôm nay thì bên vườn em giới thiệu cho mình tham khảo một số cây hàng VIP và cây riêng hàng thông thường luôn ha. Cây ghép nhiều màu cũng có luôn. Bên em bán là em gửi hàng đường Tô Châu và đường Bưu Điện, em bao ship nguyên chậu giao tận nhà cho mình luôn. Khách nào mới vào xem kênh của em cho em xin một nút đăng ký nè ha. Và mình đừng quên bấm vào chuông thông báo để mỗi khi em đăng video mới lên nó sẽ báo cho mình tiện theo dõi ạ. Rồi mình đến với cây số 1. Số 1 một cây hàng VIP gốc to nè, ghép vân ngọc hoa 5 lớp đỏ viền trắng. Đây cây đang nụ như hình ha. Tàn nhánh xum xuê bo khỏe. Ghép 11 bo 1.100.000. Mình thấy cái mắt ghép của mình nó rất là chắc luôn ha. Cây này em bo tàn, em làm tàn lại rồi nên mình cứ yên tâm, cây mình mắt ghép chắc chắn. Tiếp số 2. Số 2 thì một cây rin hoa 3 lớp màu hồng tên là Kỳ Duyên. Đây là màu hồng phấn, một giống hoa rất là xinh. Giống này cho hoa rộ lắm nha cả nhà. Gốc rin cũ nè, hoành cũ là 72. Cái thế cũ này nhìn đẹp lắm nha. Giá 600.000. Cây rin này hoành cũ là 72, 600.000. Số 3. Số 3 là cây ghép 3 giống 3 màu. Ngọc hiển 5 cánh màu vàng. Màu vàng này nó đi cái sọc trắng giữa cánh hoa, giữa cái sọc trắng này nó đi thêm cái sọc hồng hồng nữa, nhìn rất là đẹp luôn nè. Ngọc hiển. Cái màu đỏ này là vân ngọc 5 lớp đỏ viền trắng. Với lại sĩ thư 1, đâu rồi, sĩ thư 1 đây, ghép phối màu. Sĩ thư 1 3 lớp trắng viền hồng hoa thơm luôn nha. Cây 3 màu, màu vàng, màu đỏ, màu trắng. Tàn bung rộng ra 1m1. Cây mình ghép 19 bo, hoành cũ là 75, giá là 1.000.000. Số 4 một cây gốc to, cây này em thanh lý giùm người ta luôn nữa nè. Cây một cốt cũ to lắm nè cả nhà. Hoành cũ là 78 luôn nha. Củ chà bá luôn, ai thích dạng củ to thì đón cây này về đội mình. Cây một cốt thôi, ghép giống hồng hà. Hồng hà. Hoa 4 lớp, màu hồng đậm viền trắng. Hồng hà một cốt, hoành gốc 78, 250.000. Cây này 250.000, ship nhỏ ha. Còn nếu mà ship nguyên chậu thì mình phụ phí cho chú thêm miếng. Tại vì cây này em thanh lý, em bán giùm người ta cho giá như vậy thì em rao như vậy thôi. Hoành củ to lắm, 78 luôn nè. 250.000, ship nhỏ. Số 5 là cây hạ lai, một dòng hoa, 5 cánh, hoa chuyển màu ha. Mới nở ra thì nè, đây nó mới nở ra mình thấy nè. Cái nền của nó, nền chủ đạo của nó là màu vàng, vàng sọc đỏ, hoa thơm. Mà nó nở gần tàn thì nó sẽ chuyển màu qua như hình như vậy. Hoa chuyển màu, đây mới cái hình hoa nó mới nở ra. Nó chưa có căng ra, em lấy tay em banh đẩy ra cho mình xem nè. 100.000, hoa thơm thoang thoảng nhẹ, hoa chuyển màu. 100.000, bao ship nguyên chậu ha. Một cái cây như thế này về tới nhà cho mình luôn là 100.000 nè. Tiếp số 6. Số 6 là Reti Lady 3 lớp màu vàng tươi hoa thơm. Reti thì đang nụ nè, nụ to to này, tầm vài ngày nữa thì nó nở nè. Đây, hoành cũ là 71, ghép 7 bo, 500.000. Reti Lady. Số 7, cây ghép 2 giống 2 màu. Xoay chung quanh á là dạ thảo với là ngọc diễm, hai dòng hoa 5 cánh nha, dạ thảo với ngọc diễm. Và cái màu đỏ đây là quyết thắng 3 lớp màu đỏ. Ba giống, ba cái tên rất hay, dạ thảo, ngọc diễm, quyết thắng. Hoành cũ á là 69, ghép 12 bo, 450.000. Số 8 một giống hoa thơm đậm mùi cực kỳ rộ. Mình thấy là cây mình nó đang thay lá nè, thay lá nó vô lá non, lại lá chưa trưởng thành nữa, mình thấy toàn là hoa thôi nè nha cả nhà. Giống này rộ lắm, nó thơm đến nỗi nó bao nhiêu đây nụ hoa nè. Em đứng kế bên mà nghe thơm ngất ngay luôn nha. Hoa 3 lớp
màu tím sọc đỏ. Đây mình thấy hoa thực tế luôn nè. Tên là Mộng Yến ha. Đây em lấy xa cho mình nhìn cây nè. Quá chừng rộ luôn á. Ba lớp tím sọc đỏ. Mộng Yến thơm đậm mùi. Hoành củ là bao nhiêu đây? Không có đo. Hoành củ này là cỡ tầm cỡ 70 á. Nó quên, nó đo rồi quên ghi rồi đó. Mã số 8, 7 bo 500 ngàn. Đây, cây này rộ nhìn mê quá. Tiếp số 9. Số 9 là Yến Nhi Chính, 3 lớp màu tím sọc trắng hoa thơm. Yến Nhi Chính ghép 12 bo, hoành củ 67 400. Đây, màu tím sọc trắng. Số 10. Số 10 là Dạ Thảo, hoành gốc 67, ghép 10 bo 400 ngàn, tàn bung rộng ra 9 tấc rưỡi. Số 11. 11 là Tuyết Sơn. Tuyết Sơn 3 lớp màu trắng tinh. Đây, Tuyết Sơn đang nụ nè. Cái cây Tuyết Sơn này là em bị bơm hàng nè. Cây này em gửi đi Vũng Tàu, sao ra ngoài Bà Rịa Vũng Tàu em cứ bị bơm hàng, mà làm như làm ăn ngoài đó không có thuận hay sao, cứ ra đó là bị lơ mơ bơm hàng. Khách săn rồi nè, cái củ này rất là đẹp luôn nè. Nó bơm hàng em là quay về. Em xả tàn, làm tàn lại rồi nè. Mình thấy cây đang nụ, chăm sóc lại đang nụ. Cây này cái thế cây cũ nhìn rất là đẹp, cũ già. Ghép 9 bo 160 ngàn. Hoành củ đây là cỡ 62 đổ lên nha. Em bị bơm hàng về em bán xả xui, 160 ngàn bao ship nguyên chậu cho mình luôn nè. Tiếp 12. 12 là cây hai giống, ghép xoay chung quanh đó, thần tài 5 cánh màu đỏ, ở chính giữa nụ vàng. Đây là kim đỉnh 5 cánh màu vàng, đỏ và vàng ha. Ghép xoay chung quanh đỏ, chính giữa là kim đỉnh. 7 bo 160 ngàn, kim đỉnh và thần tài. 13. 13 cây hai giống nè. Số 13 để coi, ghép 11 bo, hoành củ 66. 11 bo có duy nhất một bo là Quỳnh Chi, 3 lớp trắng viền hồng. Còn lại á là Kiều Diễm nha, 3 lớp màu hồng đậm viền trắng. Kiều Diễm giúp hoa rất là rộ, xoay hoa to. Cây 11 bo hai giống 400 ngàn. Kiều Diễm, Quỳnh Chi. Tiếp 14, Nguyệt Tâm Năm. Đây, Nguyệt Tâm Năm nó mới nở ra thế này nè, đỏ viền tím nè, đỏ nó đi viền viền tím. Khi nở căng ra thì nó còn một màu đỏ thôi ha. Cây đang nụ như hình luôn. Nguyệt Tâm Năm 9 bo 250 ngàn. Số 15, Sĩ Thư 1, 3 lớp trắng viền hồng. Đây Sĩ Thư, cái giống này nó rất là dễ chăm sóc. Khách nào mới bắt đầu tập tành chơi sứ á thì mình nên chọn mấy cái giống này nè. Nó dễ chăm lắm, mà nó rộ nữa. Cái nết của nó là rất là dễ. Rồi, Sĩ Thư 1, 3 lớp trắng viền hồng hoa thơm. Củ dạng củ cơ bắp đây nè. Đây mình thấy cái củ nè. Chơi một cây sứ đẹp thì mình nhìn cái củ, nhìn vô có nét đẹp. Và cái tàn cây của mình xòe rộng, lá xanh xum xuê, hoa rộ. Đó là một cây mình thấy là nó đẹp hoàn hảo, từ củ cho đến cái tàn, đến cái giống hoa luôn ha. Rồi, mã 15 ghép 9 bo 250 ngàn, Sĩ Thư 1. Tiếp 16, một cây già. Đây, cái cây này em cũng thanh lý giùm khách. Mấy cái cây này nói chung là mình biết cái hàng nào người ta chọn về người ta chơi. Rồi là mình biết cái củ đó, cái thế cây nhìn rất là đẹp luôn. Mà tại cái điều kiện không cho phép nữa nên người ta mới gửi với em bán, người ta không có chăm nó nữa được nữa nên mới gửi bán, người ta cũng rất là tiếc luôn á. Đây mình thấy cái cây này già lắm luôn á. Củ rất là già, hoành gốc là 65, ghép kim anh nè cả nhà. Một dòng hoa ba lớp, nền màu vàng cam, có sọc hồng giữa cánh nè. Cái giống này tuy nó xưa mà được cái nết hoa nó ra màu sắc rất là chuẩn luôn. Đây mình thấy nè ha, vàng cam có sọc, tên là kim anh. Hoa rộ, củ già, ghép 6 bo 400 ngàn, kim anh. Số 17. 17 là Paula, 3
lớp vàng cam sọc hồng hoa thơm 11 bo 250.000. Số 18. 18 là phương lam 23. Hoa 3 lớp màu vàng, nở vài ngày á thì vàng nó sẽ phớt hồng ngoài đầu cánh, đến giai đoạn cuối của hoa gần tàn á là nó sẽ qua màu hồng đậm hoặc là màu đỏ nha. Ba giai đoạn màu cực kỳ đẹp luôn. Giống này hoa rộ mình thấy nụ nó nè. Phương lam 23 củ dạng cơ bắp ghép 8 bo 420.000. À, cây này có một nhánh nè. 8 bo 7 nha. 7 bo là phương lam 23, một bo này là phít lớp. 4 lớp trắng viền hồng nha. Cây như hai màu. Phít lớp phương lam 23. Tiếp số 19. 19 một giống hoa thơm nữa, tên là Julius Caesar. Julius Caesar. Hoa màu đỏ với lại màu vàng cam nè cả nhà, hoa thơm nha. Cây này tự dài. Ghép 4 bo 150.000, hoành gốc là cỡ 55 đổ lên. Số 20, 20 là quyết thắng 3 lớp màu đỏ. Đây, quyết thắng đỏ đậm. Quyết thắng 6 bo 150.000. 21. Mỹ Diệu, cái củ Mỹ Diệu này rất là đẹp luôn nè. Hoành củ là 67, mình thấy cái củ nè. Dạng cơ bắp này ha. Ghép 10 bo giá 400.000 Mỹ Diệu, 4 lớp màu vàng tươi, hoa thơm. Đây màu vàng. Cây Mỹ Diệu là toàn bộ rau ngọn nào cũng đang vô nụ hết ha. Bo khỏe nè, tựa dài nè. 400.000. 22, Long Thành 3 lớp màu đỏ. Cái cây Long Thành này nhìn cái tàn rất là đẹp luôn nè. Tàn xum xuê, cây đang nụ ha. Đang nụ, đang hoa. Hoành cũ là 62 đổ lên, ghép 14 bo 250.000. 23, Mảnh Long 1. Đây, Mảnh Long 1. Một dòng hoa 3 lớp. Màu tím, viền vàng ha. Tím viền vàng, cánh nhọn nhọn. Giống này hoa rất là rộ. Nói chung vườn em làm á, em ghép hàng thì em chọn những cái giống hoa rộ. Đặng mình chơi hoa, cái tiếng mình chơi hoa thì mình phải chọn mấy giống dễ chăm sóc và hoa rộ nè. Chứ mình cứ chạy theo có nhiều cái giống bây giờ á, nghe cái tên rất đẹp, rất là kiêu sa, mỹ miều mà mua về đó thì chứ em mua giống gì em để cái vườn em có khi em để mía mà em không thấy nó ra hoa luôn á. Cứ nó ra, nó lú lú cái nụ lên rồi nó hư, nó gục đó ha. Nên em cũng hạn chế, không có chọn mấy cái giống đó để mà làm hàng. Mục tiêu của mình là mình chơi hoa thì nhất định mình chăm phải có hoa để mình ngắm ha. Nên em chọn mấy cái giống nào mà hoa ra cho khách dễ chăm sóc, có hoa ngắm, thường xuyên em mới làm hàng. Đây mình xem cái giống này, Mảnh Long 1 nha cả nhà. 8 bo 140.000. Tới 24. Sĩ thứ 3, hoa 5 cánh. Hoa 5 cánh, tím viền vàng. Sĩ thứ 3. Củ già, cây này thì gần hết chất trồng rồi. Về mình vũ ra, cây này em bán là ship nhỏ nha. Vũ ra về tỉa rễ lại rồi mình trồng lại. Mã 24 ghép 8 bo 300.000 ship nhỏ. Hành cũ của nó là cỡ tầm là có khoảng 70 hơn á, hơn 70 luôn. Cây này nó đo mà nó không ghi luôn. Cây ghép 8 bo 300.000 ship nhỏ. Sĩ thứ 3. Tiếp 25. 25 là lạc hồng. Lạc hồng màu đỏ viền trắng. Đỏ đậm luôn, viền trắng. Lạc hồng tựa dài, ghép 10 bo giá 400.000. Hoành cũ là 68. 26, cẩm chướng 3 lớp. Trắng viền tím. Đây cẩm chướng. Trắng viền tím hồng vàng, hoa 3 lớp ha. Cẩm chướng, hoành cũ là 73. Ghép 7 bo 550.000. Số 27, cây cuối 27 là cây ghép hai màu nè. Em ghép xoay chung quanh á là Ngọc Khuê, hoa hai lớp màu vàng. Màu vàng lớp nó, cái lớp ở ngoài á nó có lem lem tím này nha.
Còn ở trong chính giữa là quyết thắng 3 lớp màu đỏ, cây ghép 2 màu, ghép tổng là 6 bo, giá là 1 triệu, hoành cũ là 79, 2 màu đỏ với lại vàng nha cả nhà. Đây màu đỏ của quyết thắng này, đỏ với vàng, ngọc khuê và quyết thắng, lớp vàng ngoài bìa vô trong cái nhân là màu đỏ, hoành cũ 79, giá 1 triệu ghép 6 bo. Rồi hôm nay em giới thiệu mình tham khảo là 27 cây ha. Cả nhà mình xem nếu thấy yêu thích cây nào, muốn đặt hàng ủng hộ cho vườn em thì cứ gọi theo số máy là 0981813055. Số đó em có xài Zalo, mình có thể kết nối Zalo rồi nhắn tin ha. Muốn chốt đơn mau lẹ mình cứ nhấc máy lên gọi trực tiếp, hoặc là nhá máy vào thì bên em sẽ có người gọi lại để chốt đơn cho mình nha cả nhà. Ai mới vào xem kênh của em thì cho em xin một nút đăng ký và mình bấm vào chuông thông báo á, để mỗi khi em đăng video mới lên thì nó sẽ báo cho mình tiện theo dõi á. Rồi em chúc cả nhà có buổi tối ngắm hoa cùng gia đình thật là vui vẻ ha.